Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2022. Ngọc xin tiếp tục chia sẻ và trả lời một số cái câu hỏi của quý cô chú anh chị liên quan đến cái việc nhận tiền thông qua Zelle, Venmo, PayPal, trái bạc credit card, Square vân vân. Thì nếu như mà cái số tiền mình nhận lên tới là 600 trở lên một năm thì cuối năm họ sẽ cộng dồn lại và tháng 1 năm 2023 họ sẽ gửi cho mình một cái giấy thuế là 1099K và mình lấy cái giấy thuế đó để mình đi khai thuế. Như vậy thì với cái mức là 600 một năm thì sẽ có rất là nhiều người bị ảnh hưởng. Thì có một số anh chị cô chú là hỏi Ngọc rất là nhiều về cái nội dung tương tự như vậy. Thì Ngọc xin trả lời những cái câu hỏi thông qua cái video này. Ví dụ như có một bạn hỏi rằng là nếu như mà 600 cho một người giao dịch thì có bị sao không? Hoặc là nhiều người gửi cho mình nhưng mà một năm nó ở mức dưới 600 thì có bị sao không? Thì ở đây Ngọc xin nhắc lại là người ta theo cái luật mới vào năm 2022 đó. Thì dù cho bạn nhận 600 hay là 601 hay là trên 600 nhưng một lần thôi thì người ta cũng sẽ gửi cho mình một cái 1099K. Nhưng mà nếu như trong năm đó mà mình nhận nhiều lần nhưng mà nó ở mức là 500 hoặc là 599 ha, nhiều lần thì người ta cũng không có gửi cho mình cái 1099K làm gì, tại vì nó dưới 600. Nhưng mà quý vị để ý nè, năm 2021 về trước thì người ta quy định là phải có hội tụ đủ hai điều kiện. Thứ nhất, cái số tiền tổng giao dịch là trên 20.000 hoặc là 200 transaction giao dịch trở lên. Ví dụ như một ai đó gửi cho mình, trả cho mình một cái món hàng thông qua PayPal mới cái mức là 30.000, 35.000 chẳng hạn. 35.000 thì lớn 200, hơn 20.000. Nhưng mà nó chỉ là gửi một lần thôi chứ không phải là nhiều hơn 200 lần. Cho nên là PayPal người ta cũng không có thèm gửi cho mình cái 1099K làm gì. Tại vì nó chỉ đủ một điều kiện thôi, nó không có hội tụ cái điều kiện thứ hai. Gửi một lần thì không có sao hết. Nhưng mà cái luật mới này nó dù chỉ một lần mà nó trên 600 thì người ta sẽ gửi cho mình cái 1099K. Như vậy thì hy vọng Ngọc đã trả lời những cái câu hỏi tương tự như vậy ha. Rồi bây giờ quý vị để ý cho Ngọc, cái này cũng có một chú hỏi là ví dụ như cái người giúp việc cho chú đó, chú trả cho cái người đó là bao nhiêu một tháng đó và tổng cộng một năm là trên 600 đồng một năm thông qua một cái app ví dụ như Zelle chẳng hạn, thì cái người giúp việc nhà cho chú đó sẽ nhận được một cái giấy thuế 1099K từ Zelle, và khi khai thuế thì cái người giúp việc đó sẽ phải kê khai những cái income này. Điều này không có nghĩa rằng là cái người giúp việc của cô chú sẽ phải đóng thuế rất là cao. Chỉ là gì quý vị, chỉ báo cáo những cái income đó thôi và tùy theo cái income của mình, tùy theo cái khấu trừ của mình mới biết được là mình đóng thuế bao nhiêu quý vị ha. Như vậy nếu như mình làm những cái việc giống như là giúp việc nhà, clean house, giữ trẻ, các cỡ làm vườn, dog workers, quý vị dắt chó đi bộ, hoặc là quý vị nhận tiền tips mà thông qua những cái app như vậy, thì quý vị để ý là mỗi năm mà người ta tổng cộng là 600 đồng trở lên thì người ta sẽ gửi cho mình một cái giấy thuế là 1099K. Đặc biệt những anh chị cô chú nào mà có buôn bán một chút đỉnh trên eBay, trên SC, trên Facebook, bán hàng lặt vặt hay là mua thấp bán cao, có lời, miễn là có income thì người ta sẽ ghi lại những cái transaction này và người ta sẽ gửi cho mình nếu như mà mình có cái số tiền mà mình nhận là trên 600 đồng mỗi năm. Quý vị ha, thì sẽ nhận cái 1099K, quý vị để ý. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là cái luật này ra thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Nhiều người người ta nói rằng người ta cứ khai báo income bình thường, nhưng mà tự nhiên cái luật này ra cái nó làm phức tạp vấn đề lên, nó làm cho mình thấy rằng là trời ơi, cái gì đâu mà nhiều giấy tờ như vậy. Nói chung là quý vị để ý rằng nếu như mà mình nhận cái 1099 mà nó liên quan đến goods and services thì người ta mới được quyền là cộng vào cái tổng đó. Chứ còn nếu như mà mình gửi nó liên quan đến cái lý do là cá nhân, ví dụ như là có một cô hỏi là cô có 4 người con và mỗi tháng như vậy 4 người con cho cô á, cho cô chú là 2.000, thì cái này nó sẽ là một cái phần tiền là quà tặng, thì nó sẽ liên quan đến cái luật là gift taxes. Ok, cho nên là cái này
Đó, cho nên là cái này nó không liên quan gì đến cái phần 600 này hết cô chú nha. Dù cho cô chú có nhận là 2.000 mỗi tháng thì ở đây Ngọc thấy rằng á là chia ra mỗi người thì cũng không có phải đóng thuế đâu cô chú ha. Thì cái này á nó sẽ liên quan đến cái personal của mình, cho nên là nó không có cộng vào cái tổng cộng 600 đâu. Ví dụ như quý vị có những cái khoản tiền reimbursement, ví dụ như là quý vị chi trả cho một cái món hàng nào đó và người đó người nào đó gửi trả lại cho mình với cái số tiền đó thông qua Zelle, thì cái số tiền mà bạn nhận đó nó sẽ không có cộng vào cái số tiền goods and services, thì người ta không cộng vào nha. Những cái món nào, những món tiền mà mình donate, mình cho biếu hay là mình làm từ thiện thì người ta cũng không có dồn vào cái ngưỡng là 600 trên một năm nha cô chú nha. Đó thì mình để ý là cái nào liên quan đến cái việc là mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ thì nó mới là một cái income, một cái thu nhập. Còn cho tặng reimbursement donation thì không được tính vào cái mức 600 đó quý vị nha. Thì cái này Ngọc hy vọng là quý vị đã xem hết và quý vị có thể trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của mình rồi. Khi mà quý vị nhận cái 1099K thì quý vị nên kiểm tra xem thử là cái con số mà họ kê trong cái 1099K nó có đúng hay không. Những cái personal họ có liệt kê trên cái phần income business của mình hay không. Nếu có thì mình có thể liên lạc với người ta để sửa. Còn nếu không thì mình cứ giữ receipt những cái record của mình lại để cuối năm mình khai thuế. Mình chỉ khai những cái nào business của mình thôi, chứ không thể nào mà khai quá trời khai luôn rồi bắt mình đóng thuế những cái phần cho tặng ha. Đó. Rồi bây giờ khi mà mình nhận cái 1099K đừng có quá lo lắng, tại vì nhiều khi á mình thấy nếu như mà mình nhận 100.000, 200.000 thì cái gross của nó cái trước khi khấu trừ là 100, 200, nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình có cái business thì mình phải có những cái khấu trừ, đúng không quý vị? Những cái chi phí, những cái expensive hoặc là những cái tax deduction thì quý vị có để mà trừ ra và làm giảm cái taxable income của mình xuống. Ví dụ như là trên cái 1099K á, nó ghi cái gross receipt của mình là 100.000, không có nghĩa rằng là mình phải đóng thuế trên cái phần tiền 100.000 đó. Mình phải trừ ra cái khấu trừ bao nhiêu, có thể sau khi khấu trừ quý vị chỉ còn lại là 20.000 cái taxable income là mình đóng thuế trên cái phần đó thôi, chứ không phải là đóng thuế trên cái phần gross receipt quý vị ha. Bây giờ có một bạn nữa hôm qua có hỏi đại khái là như thế này, Ngọc quên cái số cụ thể rồi. Bạn hỏi rằng là nếu như mình nhận qua Zelle là 200.000 chẳng hạn và mình gửi đi là 50.000 thì cuối năm là người ta sẽ gửi cho mình cái 1099K trên cái phần tiền là 150, tức là 200 trừ 50 á là 150.000 phải không? Không phải đâu quý vị, người ta sẽ tổng cộng hết những cái gì mình nhận thôi, những cái gì mình chuyển đi thì người ta sẽ không có deduct quý vị nha. Thì ví dụ ở đây nè, thì ví dụ như cái bản copy A là bên sở thuế họ sẽ nhận nè, tức là ví dụ như là quý vị sử dụng PayPal đi ha, thì PayPal họ sẽ tổng cộng tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 là bao nhiêu, mỗi tháng bao nhiêu và tổng cộng là bao nhiêu cái giao dịch như vậy ha, bao nhiêu lần mình nhận tiền như vậy và tổng cộng cái số tiền nhận là ở đây cái cột 1A. Venmo cũng vậy, người ta sẽ tương tự như vậy, người ta sẽ gửi cho mình 1099K chẳng hạn như vậy ha. Thì có rất là nhiều người hỏi rằng là ai sẽ gửi, thì hôm qua Ngọc cũng có trả lời rồi. Những cái công ty thứ ba này người ta sẽ gửi ra cái 1099K này chứ không phải sở thuế quý vị nha. Ở đây á thì có một bạn hỏi là Ngọc ơi, nếu như mà những cái giao dịch trong năm 2021 thì mình có cần khai báo với sở thuế hay không, hay là chỉ những cái giao dịch sau ngày 1 tháng 1 năm 2022? Thì những cái giao dịch trong năm 2021 thì người ta sẽ không có gửi cho mình 1099K, mình tự khai báo ha quý vị ha, có gì thì mình khai báo nó, thì thực sự là cái luật thuế là người ta yêu cầu mình khai báo trung thực như vậy. Còn năm 2022 thì kể từ ngày 1 tháng 1 đi trở đi thì người ta sẽ báo cáo những cái con số đó cho sở thuế, cho nên là mình bắt buộc phải khai báo. Còn cái income á, miễn mình có cái income, nó là một cái income thì mình cứ khai báo income dù cho năm 2021 hay là 19, 20 gì. Hồi xưa giờ mình làm sao thì mình làm vậy quý vị ha. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì nó siết chặt hơn, nó quản lý chặt chẽ hơn, cho nên là mình phải khai báo thật là cẩn thận quý vị ha. Rồi bây giờ
Có một cái điều nữa Ngọc để lưu ý quý vị là khi mà người ta gửi á thì người ta sẽ gửi 5 bản copy, mình một bản, sở thuế một bản và những cái bên ví dụ như tax department, state tax department họ sẽ nhận một bản đây nè quý vị nha. Bản thứ nhất là state tax department sẽ nhận nè, copy one, copy b là cho payee, rồi copy two thì quý vị thấy đó là cái bản thứ ba, rồi copy C là for filer đó, rồi cái bản thứ năm là copy A là cho sở thuế nè quý vị thấy không, cái bản đỏ đỏ là cho sở thuế đó, cái bản đỏ đỏ những cái bản sai đó thì cái con số nó cũng giống như vậy thôi, mình có cái con số đó thì sở thuế người ta cũng có con số đó, nếu như mình thấy cái con số đó sai thì quý vị phải lên tiếng để sửa những cái con số đó quý vị nha, chứ đừng có im im rồi mai mốt sở thuế người ta thấy cái sự khác nhau giữa cái mình khai và cái 1099K thì người ta sẽ hỏi, rồi lúc đó mình phải trình những cái giấy tờ này kia khác nọ, nó rất là phức tạp. Thì Ngọc hy vọng là Ngọc đã trả lời những cái câu hỏi của cô chú anh chị. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye nào.